chia sẻ về giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2023, Giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Kon Tum Trần Minh Chiến cho biết, có thể thành tích tập thể chưa như kỳ vọng, nhưng bóng đá Việt Nam trong năm qua vẫn sôi động và có nhiều điểm tích cực. Những nỗ lực của các cá nhân là điều đáng ghi nhận, nhất là sự nỗ lực, phấn đấu của các cầu thủ trẻ. Xét từng cá nhân, năm qua, bóng đá nữ đã có nhiều gương mặt thể hiện sự ổn định về phong độ, cả ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Sẽ không có những nhân tố vượt trội về phiếu bầu mà là sự tranh đua trong từng lá phiếu. Đối với bóng đá nam, hạng mục quả bóng vàng nam sẽ có không ít ứng viên xứng đáng được điền tên vào các phiếu bầu. Theo ban tổ chức, buổi họp báo giới thiệu về giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam 2023 sẽ được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 tại tòa nhà nghiệp vụ báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, ban tổ chức tiếp tục duy trì 12 hạng mục gồm quả bóng vàng, bạc, đồng dành cho nam, nữ, phút sang, giải dành cho cầu thủ nước ngoài xuất sắc, cầu thủ trẻ nam, nữ U21 xuất sắc. Phiếu bầu dự kiến sẽ được gửi đến các đại biểu tham gia bầu chọn vào đầu tháng 11 và hạn chót nhận phiếu là ngày 28 tháng 12. Thời điểm kết thúc giải đấu cuối cùng trong hệ thống quốc gia là giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023.